người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ mở hộp, cũng là mô hình của Good Smile Company. Đây là một nhân vật rất là dễ thương, mang tên là Hestia. Mình mua khá là nhiều mô hình của Good Smile Company. Ôi ôi, dễ thương quá. Mở được rồi. Dễ thương chưa? Trao cho nhân vật chính sức mạnh. Mắt to tròn. Giờ mình sẽ thay đổi diện mạo cho mọi người. Tại nó cho rất là nhiều option, cho rất là nhiều chi tiết cho mình có thay đổi từ mặt nè. Hay gì mình không muốn cho nó đứng nữa thì mình cho nó ngồi cũng được luôn. Đây, cho nó ngồi, nó sẽ ngồi. Cái cọng dây này là nó cho mình 3 cọng, là để chuẩn bị cho, để xài cho 3 dáng ngồi khác nhau á, 3 cái dáng khác nhau. Tóc này thì mình có thể bẻ ra bẻ vô được nha. Đây, thành bẻ bay ra đi cho nó đẹp đó. Hoành tráng chưa? Ôi có bụng nè, hơi ú nha. Hestia trong chuyện không có bụng. Nãy mình tưởng cái cọng dây kia nó có cho một cọng dây nữa. Đây, mình tưởng cọng dây này sẽ buộc ở đây, xong mình ngồi buộc cả buổi trời. Mình nhớ chụp lại, ừ nó có cho ba.
trời. À, nói chung là tổng kết lại thì mình rất là thích con này, vì con này mình ghép từ xương xương là cỡ 4